Ok, tạm thời như vậy. Nào bây giờ chúng ta tiếp tục nhé. Tất cả các em vào menu file cho thầy. Menu file nhé. Để chúng ta về đổi đơn vị. Các bạn thấy menu file nó gồm có những cái như sau này. Information, viết tắt chữ information là lưu lại thông tin của cái tệp hay gọi còn gọi là tập tin mà chúng ta tạo. New có nghĩa là tạo một file mới. Open là mở những cái tập tin mà chúng ta đã ghi. Save là chúng ta ghi vào. Save as là cất đi với một tên khác. Print tức là in ra giấy in. Share là chia sẻ. Export là chuyển sang dạng đuôi khác. Đây là phần đóng lại. Account là tài khoản của Word. Option, đây chúng ta vào option cho thầy nhé. Trong option, cả lớp chọn cho thầy tính năng sau. Cả lớp như này. Chúng ta vào append. Rồi, các bạn đừng nhấp những chỗ này nhé. Các bạn di chuyển xuống. Di chuyển xuống. Thấy cái dòng self-management in unit of. Thì ở đây của các em là nó có thể là boy, in, đa số là in. Thì đây là các đơn vị nước ngoài họ sử dụng về đơn vị chiều dài. Chúng ta quen với đơn vị mét, cm, mm. Thì chúng ta chọn vào đây. Đó. Những bạn nào chưa đổi thì chúng ta đổi vào đây nhé. Các lớp nhớ chưa? Để nó đưa về đơn vị cm. Đó. Các em thao tác trên màn hình máy các em sẽ thấy. Nhưng các em xem, các em ghi vào thì đã chúng ta làm. Các lớp nhớ chưa? Rồi. Tiếp tục các em chọn display. Display ở đây thì nó không có gì cả. Chúng ta sẽ chọn những cái tính năng khác. Chính tính năng proofing là in thử. Tính năng này tiếng Anh có nghĩa là chúng ta hiểu đó là in thử hay là xem trước cái tài liệu mà chúng ta trình bày nó có đúng không, có bị sai lỗi chính tả không, rồi có chỗ nào phần nào thiếu thì các em quan sát. Các em xuống cái phần là kiểm tra lỗi chính tả, check spelling active time. Chúng ta nhấp vào đây cũng thấy là bình thường là ở đây các em mở này. Hai cái này được check, em bỏ check đi. Bỏ check đi nhá. Đấy, không có, nó sẽ có cái dòng đánh dấu dưới chân chữ. Chân chữ của chúng ta. Chỗ này là nút là ignore word in uppercase. Có nghĩa là nó sẽ bỏ qua các từ viết hoa. Nhá. Chỗ này là khi đánh vần, nó sẽ bỏ qua những từ viết hoa. Uppercase là chữ viết hoa. Ignore word là content number, bỏ qua những phần chứa đựng số. Đó, kệ nó thôi. Ignore internet at file address là bỏ qua những cái địa chỉ internet có trong văn bản. Đó, bạn chú ý cho thầy nhé. Ok rồi, chúng ta tạm như thế vậy thôi để chúng ta nhớ. Nhớ cho thầy là bỏ hai cái check này. Cả lớp nhớ chưa? Thầy nói rất chậm với cả lớp chú ý nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta sang menu home. Menu home là một cái menu chính mà chúng ta hay sử dụng nhất. Menu home là dùng để sử dụng như là trình bày văn bản, format vân vân. Menu insert là dùng để chèn các đối tượng như là hình ảnh, rồi đối tượng về hình khối, vân vân, mũi tên. Picture là cho hình ảnh. Online picture là trên nối đường link lên internet. Rồi smart app là những cái chữ nghệ thuật thông minh. Ở đây chúng ta chèn được rất nhiều thứ. Rồi đánh công thức toán học, thêm các biểu tượng. Equation là công thức toán học nhé. Lớp chú ý cho thầy. Symbol là biểu tượng. Quick path. Quick path là nối chèn tắt. Thì
đây là thầy giới thiệu qua, để sau này các em sẽ sử dụng QuickPath. Tiếp theo gồm có header, footer là tiêu đề trên, tiêu đề dưới, đánh số trang, đấy là cái phần insert. Đấy, rồi cover page tức là trang bìa, trang trắng. Rồi tách trang, table là cái bảng, table là bảng nhá. Blank page là trang trắng, page break là bảng trang, hay là tách ra. Cover page là trang bìa, cover page là trang bìa, đó, trang bìa nhá. Em nhìn thấy chưa? Rồi, đó, phần design. Design của chúng ta là cho chúng ta format các loại văn bản kèm theo tiêu đề, theo định mức, vân vân. Gồm có color. Color là để cho chúng ta phối màu cho nó đúng. Ví dụ trong văn bản đầu tiên chúng ta sử dụng các màu này thì chúng ta không thể đổi vào màu này lên đây được. Như thế nó sẽ bị lệch tông màu và làm cho văn bản chúng ta nhìn không thể có một cái hệ thống màu thẩm mỹ, và nó làm cho chúng ta nghịch màu. Đó. Tức là mỗi một loại màu thì nó bảng của nó được thiết kế ra đây để cho chúng ta, người ta đã định ra theo tiêu chuẩn quốc tế để chúng ta có thể phối màu. Tức là chúng ta không thể cho nhiều màu vào trong văn bản một lúc, mà tùy theo từng vị trí người ta giới hạn chúng ta từng cái màu thôi. Đó. Còn các bạn có thể thêm màu khác, hệ thống màu khác bằng custom by color. Tiếp vào đây thì các bạn sẽ thêm các hệ thống khác. Đó. Đấy là cái phần design nhá. Phần layout phần này rất quan trọng cho chúng ta đặt trang vân vân. Phần tham chiếu là dùng để gì? Để chúng ta làm endnote, footnote, tức là phần chú thích cho văn bản. Những cái cuốn sách mà người ta viết, người ta thường kèm chú thích ở số bao nhiêu thì nó sẽ đánh ở phần cuối cùng của chương, tức là phần mục lục. Thì cái phần insert note và next footnote là dùng để đánh chú thích ở phần cuối. Đó. Rồi chèn những bảng danh sách phần mục lục của chúng ta như thế nào, thì cái phần này cho dùng chúng ta phần tham chiếu mục lục. Phần mailing thì đợt vừa rồi có một cái bài thi trộn thư đấy của các bạn đang học ở học kỳ 1 trước, vừa học xong, thì gồm phần mailing. Phần review là do chúng ta, đó chính là phần mà chúng ta xem xét tổng quan, tìm kiếm nhanh vân vân, đếm từ của trong văn bản bao nhiêu từ, đánh vần. Phần view là phần xem trước. Các bạn chú ý cho thầy, trong Word có ba chế độ: print layout là chế độ đánh văn bản chuẩn, read more là chế độ đánh văn bản kiểu này nhá. Rồi chúng ta lại đọc lại. Chế độ thầy quên lại đọc luôn cái nút kia. Web page là đánh theo dạng trang web thì chúng ta sử dụng cái này. Âm nha, chú cho thầy là sử dụng chức năng này. Đó. Phần outline là phần xem văn bản dưới dạng outline theo từng cấp một. Đó. Chúng ta đóng cái này outline lại, chúng ta trở về view. Phần đây là phần viết tắt, phần nháp, gọi là nháp, wrap có nghĩa là tiếng Anh chúng ta hiểu đây là nháp. Chúng ta khai thác hết chúng ta sẽ hiểu chương trình. Rồi đấy là thầy đã nói, ứng với mỗi một menu thì nó có phần menu thuộc tính con nằm phía dưới, hay người ta gọi còn gọi là ribbon, tức là
tiếng Anh nó gọi là cái bắc để chúng ta trượt. Thì mỗi một cái biểu tượng này nó tương ứng với một menu chính. Đấy, thấy nhấp vào đâu thì nó hiện cái đấy lên. Không phải là cùng một lúc tất cả các biểu tượng đều tràn ra màn hình thì chúng ta không có vị trí để mà chúng ta soạn thảo, nó sẽ rất là chật, chỗ nó bị hẹp, cho nên người ta cần đến đâu nó mới hiện ra đến đấy. Đấy, cần đến đâu hiện đến đấy. Ok nhé. Rồi thế bây giờ thầy sẽ vào từng tính năng một này. Thầy trở về view này à. Ok rồi, vào view nhé, trở về chế độ này. Bạn nào đang ở chế độ kia chúng ta vào đây nào. Ẩn các menu các bạn chọn các mũi tên trên Ribbon Display Option, chúng ta nhấp lên. Đấy, thì nó sẽ ẩn lên. Đây, tức là nó sẽ làm cho rộng ra. Khi trở về chúng ta lại thấy mũi tên phía trên, nhấp vào đây, chúng ta show tab. Đấy, nó chỉ show mỗi cái tab vào đó. Đấy, cần đến đâu nó show ra đến đấy. Ví dụ màn hình các em mà nhỏ thì các em dùng chế độ là show tab. Rồi, các bạn có thể sử dụng chế độ show tất cả, cả lệnh, cả tab ra. Chọn cái này thì nó sẽ đến đâu nó sẽ hiện là đến đây. Đó, các bạn nhìn thấy cái mũi tên nhỏ nhỏ trên này chưa? À, cả lớp nhớ, nhìn thấy chưa nhỉ? Cả lớp ơi, em có ngồi học không đấy? Ờ, các em nghe thấy thầy nói rõ không? Ok các em. Rồi bây giờ bài đầu tiên nhé, thầy đang nói về tổng quan. Đó, các bạn chú ý nhé, thao tác luôn cái chỗ này này. Sau cả lệnh, cả tab ra, cả menu ra, chọn này nhá. Ẩn đi, chọn này nhá. Bạn nào bị ẩn đừng có hoang mang, không biết lấy ở đâu ra. Các bạn nhớ nhìn thấy mũi tên này. Đấy. Rồi, auto hide ribbon để nó hết. Chúng ta lại nhấp vào đây. Chọn ra đây. Rồi chạy ra. Đúng không? Ok chưa nhỉ các em nhỉ? Rồi em thấy rồi, dễ không? Rất là dễ đúng không? Đấy, các bạn thao tác đi, các bạn sẽ thấy. Điểm danh là thầy điểm danh ở trên hệ thống rồi. Bạn nào đăng nhập, đăng học là sẽ có tên trong đây và nó tự động ghi lại cho chúng ta. Chỉ có admin là thầy nhìn thấy thôi, còn các em không thấy được đâu. Alo, cả lớp hiểu chưa? Cho nên các em không lo là phải điểm danh chỗ nào nhá. Các em vào và các em học là thầy nhìn thấy. Còn bạn nào mà không học, nó cũng báo luôn là không học. Nghĩa là ví dụ bạn đang online nhưng bạn không học, không theo dõi thì hệ thống nó cũng nhận biết là nó đấy sẽ đánh dấu các bạn nào màu đỏ, còn không thì nó sẽ là màu xanh. Bạn nào vào bỏ đi chơi, ví dụ bạn đăng nhập xong bạn lại bỏ ra cho chăn gà hoặc là cho lợn ăn vân vân, đấy thì các bạn sẽ không thấy được. Hoặc có bạn lại đăng nhập không học, bỏ đi đá cầu với các bạn hàng xóm cũng không được. Các bạn nhớ chưa? Những bạn nào đang ở Hải Dương, Hải Phòng chắc là không lên được Hà Nội rồi. Có bạn nào ở Hải Dương không? Alo. Đấy. Các bạn, vì các bạn phải biết là việc học này là để thi học kỳ có điểm cao. Vì người ta đi ra xin việc, người ta nhìn cái bảng điểm của chúng ta. Điểm cao của các em phấn đấu thì các em đi học, các em ra trường các em làm rất là dễ. Bạn nào mà để phọt phẹt chứ 34 điểm thì các bạn không thể đi làm được đâu. Thầy nói như thật như thế, các em đừng vì cái chuyện là học cái này chủ quan nhá. Vì thầy dạy đây, thầy dạy kỹ, khác với hồi phổ thông các em học. Ở phổ thông thì các thầy cô giáo cũng dạy nhưng mà dạy qua. Nhưng ở đây thì các em phải dạy học thì em hiểu vấn đề. Ok, rồi bây giờ thầy vào tiếp này.
Bây giờ một văn bản của thầy, thầy chưa biết là kích thước trang bao nhiêu. Alo. Anh đây. Nó sử dụng ấy, bảo nó đổi trình duyệt web đi. Cái trình duyệt web ví dụ như là nó đang dùng chẳng hạn như là thằng cốc cốc chẳng hạn, thì bảo nó đổi sang IE hoặc là dùng Google Chrome. Đổi trình duyệt đi là được. Máy anh vẫn vào bình thường, hai máy anh dùng được bình thường, cả sách tay cả này đều bình thường mà. Anh dùng biết rồi, anh biết rồi, nhưng mà tại sao trên máy anh lại vào bình thường được đây? Mà trước mà bình thường mà mình có thay đổi gì đâu, mình muốn để kệ nó dùng ổn thì cứ kệ nó chứ. Tại sao nó lại thế nhỉ? Hay đây. Anh show lại cho em nhá. Đấy, nó vẫn chạy bình thường, kể cả Firefox cũng vào bình thường này. Trên máy anh này có sao đâu. Android anh vẫn vào có bị đâu, của anh bằng cái Oppo cách đây mua cách đây 3-4 năm mà vẫn thế. Nếu mà nó đã không bị là không bị ngay từ đầu, chắc là do máy chúng nó bị nhiễm virus thôi. Rồi, để tí lát nữa anh xem lại nhé. Tăng nữa anh sẽ lại anh ơi. Ok nha. Thầy xin lỗi cả lớp nhá. Lúc nãy thầy có chỗ kỹ thuật họ hỏi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục này. Các em vào cho thầy layout là menu đầu tiên. Layout nhá. Rồi các em vào cho thầy phần size. Size là kích thước của tờ giấy. Một số máy các em Word khác thì nó có thể hiện đến nhiều kích thước. Còn đây của thầy cũng hiện hai kích thước thôi. Thì đây là cỡ giấy A4. Cỡ giấy A4 nhá. A4 ở đây thì nó gồm là cái tờ giấy mà vừa kích thước máy in mà các em hay in ở ngoài hiệu ấy. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng Mopex, có nghĩa là chúng ta tự tạo ra rất nhiều kích thước khác nhau bằng cách đánh trực tiếp số vào đây nhá. Ví dụ bây giờ thầy muốn làm một cái mới, ví dụ thầy kích thước là 30 cm nhân với 42 cm chẳng hạn. Đây là một tờ giấy bất kỳ. Thầy đặt xong cái thì lập tức là cái kích thước này nó sẽ rộng lên. Đấy, rộng to lên. Các em nhìn thấy là kích thước này nó to. Cả lớp nhớ chưa? Có nghĩa là ta phải hiểu kể cả kích thước của giấy nữa. Còn A4 của chúng ta nhá. Rồi bây giờ thầy sẽ ghi, các em ghi vào này. Từ A4. A4 có kích thước như sau: 21 cm nhân 29,7 cm. Đấy là kích thước của A4. Đấy, cả lớp ghi vào cho thầy nhé. Rồi tiếp theo là kích thước của A3. Tờ A3 là gấp đôi A4. Để thầy đánh tiếng Việt nữa. Em chú ý nhá, các bạn nào có một biểu tượng tiếng Việt các bạn sẽ nhấp lên vào đây. Alo, chú Thắng à?
Vâng. Anh đang dạy online em ạ. Không, được rồi, để anh dừng lại xong rồi em cứ nói đi. You are now muted. Cái điều hòa lúc ấy nóng quá nên anh mở nắp tạm, nhưng mà nó lại không không ổn. Anh có khi mai kia anh lại phải bỏ nó đi, vì nó chạy, nó cứ kiểu kêu rú lên xong rồi cái nó tiêu tốn điện năng nhiều. À thế à. Thế xong còn một ít tiền nữa thì mấy ít ngày nữa anh gửi em nốt nhá. Vì Covid anh định vào nhà chú chơi nhưng mà anh ngại quá, đang mùa Covid hôm trước lên trường. Rồi anh cảm ơn em nhá. Rồi anh chào em. You are now on mute. Alo, các em tiếp tục nhá. A3 gấp đôi A4. Đó, chúng ta chạy. Chúng ta bật tiếng Việt lên nhá. Các bạn chú ý này, các bạn muốn đánh tiếng Việt thì các bạn phải chọn như sau. Kiểu gõ là select nhá, Unique. Còn chỗ này là tích vào Unicode dựng sẵn. Bật kiểm tra chính tả. Chúng ta chọn kiểu này nhá. Còn bạn nào sử dụng cái font chữ có đằng đuôi là VNI thì các bạn lại chuyển kiểu gõ xuống VNI. Bình thường thì chúng ta Unicode thì chúng ta chọn kiểu gõ là select. Còn nếu không thì chúng ta chọn kiểu gõ là VNI. Các Lâm nhớ chưa? Đó. Bạn nào mà hiện nay đang vào mà không ngồi học nha, là hệ thống biết hết. Các bạn chú ý vào cho thầy. Mấy bạn đang đỏ kìa, thầy biết hết rồi nha. Đây là thầy đang nói, các em nhấp vào chuột phải, chọn chỗ này. Các em nhớ chưa? Đó nhá. Rồi chúng ta ghi cho thầy là gấp đôi A4. Đấy, gấp đôi A4 nhá. Gấp đôi là gì? Lúc này nó sẽ là như sau. Kích thước là 29.7 cm nhân với 42, tức là cái chiều gấp và một chiều giữ nguyên cm. Đó. Còn A5 lại bằng nửa A4. A5 bằng nửa A4. Cả lớp chú ý cho thầy. Có kích thước như sau. Có kích thước là 297 chia đôi là bằng bao nhiêu để em nhỉ? 14.8 hay cái gì 14.8 cm. Nhân tức là 297 chia đôi ấy, nhân 21. Đấy. A5 bằng nửa A4 có kích thước như sau. Cả lớp ghi kích thước các tờ giấy vào cho thầy chưa? Các em trả lời luôn trên chỗ soạn thảo đi. Có nhìn thấy không? Nhá. Đây là thầy đưa ra ba cái loại mà cách chúng ta nhẩm trong đầu. Tức là mỗi một cái A thì nó giảm đi một nửa. Nó biến cái chiều dài của trang giấy lại trở thành gấp một nửa, lại trở thành chiều rộng. Đó. Thì bây giờ các em đã hiểu rồi nhá. Đó. Nhân 21 cm. Đó. Thì có những cái sách giáo khoa nó chỉ là bằng nửa từ A4 thôi, thì sử dụng từ A5. Đó. Hoặc là người ta có thể xê dịch đi một chút. Còn A4 là từng này, chuẩn A4 là A3 thì to hơn. Đó. Ok chưa các em? Rồi đúng không? Rồi.
Thế bây giờ nhá, bây giờ các em bạn nào làm lớp trưởng nhỉ? Bạn nào làm lớp trưởng thì các bạn ghi cho thầy vào đây Gmail của thầy này, Gmail thầy nhá, các bạn gửi cho thầy vào canpin UNESCO a@gmail.com. Kênh của thầy, đây là Gmail để các bạn gửi bài tập nhé. Còn kênh của thầy các bạn đăng ký luôn tên kênh của thầy. Đó. Tên kênh của thầy, kênh của thầy đây. Đó, các bạn đăng ký luôn để lát nữa thầy đăng bài các bạn vào các bạn học lại. Nhưng cái học lại này nó không đầy đủ bằng học trên UPM đâu. Ở lớp trưởng học lớp khác là phát rồi thì các bạn cứ Gmail vào để thầy là tạo thành nhóm, nhóm Gmail. Nhớ chưa? Đấy. Share link à? Share link thì bây giờ thầy biết share cho các em chỗ nào trên đây. Ờ, để thầy xem nào. À, bây giờ các bạn xem lấy một cái video các bạn vào được nhé. Đấy. Đây, các bạn cứ vào một video, các bạn sẽ mở danh sách tiếp, các bạn sẽ thấy. Ôi. Các bạn chụp ảnh cái này vào đây. Chụp ảnh vào, đây là một video trong kênh, các bạn sẽ để thấy được. Nhá, đây là cái đường link. Đường link này là ở trên, ở trên kênh của thầy. Đấy, các bạn ghi tên vào nhá. Rồi các em vào đăng ký lên đi. À đây thầy có thể xem vào đây nhỉ. Ủa, mỗi thế thôi mà thầy lại không làm được. Rồi ok là các bạn có cái này vào tìm link luôn nhá. Đó. Rồi bây giờ thầy lại nói tiếp này. Bây giờ chúng ta vào size, chúng ta chọn A4. À ngon rồi. Nó trở về A4 luôn. Và chúng ta chọn view 100. Ta chọn view 100. Chúng ta chọn một trang nhá. Đó. Một trang. Đó. Rồi chúng ta đưa lên đây 100. Giữa cái khung này. Màn hình của thầy nó to thì nó có thể khác màn hình các em. Nha. Rồi à một. Rồi bây giờ thầy mới lại nói tiếp để làm lại bằng một file mới. Rồi thầy chọn layout, chúng ta nhớ là chọn cái thằng layout nhé, chọn layout, chọn size là A4, ok chưa? Đấy, tự bỏ đây tạm biệt. Size là A4. Rồi tiếp theo này, lề giấy, các em chú ý cho thầy, tức là chúng ta chỉ đánh chữ được ở trong phạm vi từ chỗ này cho đến chỗ này. Thế vậy hai cái này chính là lề bên trái và lề bên bên phải. Còn đây cái này gióng thẳng xuống là lề top, lề đây là lề bottom. Thế chúng ta chọn ở đây, chúng ta nhìn thấy này, những cái chỗ này là người ta làm sẵn cho mình. Lề đây là lề có cho sẵn. Nó ghi kích thước là top 2,54 cm, led từng này.
bottom từng ngày, like bằng ngày. Thế chúng ta muốn riêng của chúng ta chọn nhấp vào đây. Đó. Ví dụ thầy muốn chỉnh kích thước như này là 2 cm, lề trên cùng, lề bottom thầy cũng chỉnh 2 cm, lề bên trái thầy chỉnh là 2 cm, lề bên phải thầy chọn 1,5 cm.